Đây là cô gái bán lê ở Hà Giang, nổi tiếng trên mạng nhờ một bức ảnh của Phật thủ. Cô là Vàng thị sinh, sinh năm 2003. 6 năm trước, sau khi bức ảnh được đăng lên mạng xã hội, cuộc sống của cô thay đổi chóng mặt. Cô nàng trở thành hiện tượng mạng được nhiều người quan tâm. Cô tham gia diễn xuất làm MV giới thiệu về du lịch Hà Giang, hướng dẫn viên du lịch tại quê nhà, sáng tạo nội dung. Ở tuổi 21, không còn là cô bé bán lê nhút nhất năm nào, cô đã trở thành cô gái xinh đẹp, tự tin.